15 chú chó được chủ trở về Cà Mau đã bị thiêu hủy. Chủ nhân nghẹn ngào lên tiếng, vợ chồng tôi đau lòng lắm. Những ngày qua, hình ảnh đôi vợ chồng chở theo 15 chú chó trên xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch được cộng đồng mạng chia sẻ. Trên chuyến hồi hương đặc biệt ấy, các chú chó ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của chủ. Tối mùng 9 tháng 10, cộng đồng mạng truyền tay nhau về gia đình nhỏ đã về đến nơi an toàn. Tuy nhiên từ đây cũng xuất hiện thông tin 15 chú chó bị thiêu hủy khi vừa về đến quê nhà Cà Mau. Sáng mùng 10 tháng 10, liên hệ với anh Phạm Minh Hùng, chủ nhân của 15 chú chó, anh Hùng cho biết, trưa ngày mùng 6 tháng 10, tôi chở vợ và 15 chú chó, một con mèo từ Long An về Cà Mau. Khoảng 11 giờ đêm hôm sau, mùng 7 tháng 10, thì đến xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Sau đó, cả nhà được test nhanh Covid-19 và đưa đi cách ly, 15 chú chó được đưa ra ngoài. Khoảng tối ngày mùng 8 tháng 10, tôi được nhận được điện thoại từ một bạn trên mạng xã hội nói rằng chú Hùng ơi, 15 chú chó của chú bị thiêu hủy hết rồi. Lúc đó tôi sững người thì không được ai thông báo về việc này. Tôi đau lòng lắm, chỉ biết ngậm ngùi khóc thôi. Vợ tôi cũng vậy, những người gọi điện hỏi thăm thì tôi cũng chỉ nói chó bị thiêu hủy hết rồi, đau lòng lắm. Anh Hùng kể, đàn chó được vợ chồng anh nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương như con cái trong nhà. Trên đường từ Long An về quê, khi thấy nhiều người hỏi thăm đàn chó, anh Hùng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong số này, có những người ngỏ ý xin chó về nuôi, tôi nhìn và tin tưởng người đó có thể chăm sóc cho các con tôi thì tôi mới cho. Anh Hùng tiết lộ, trên đường đi, anh đã tặng hai chú chó cho người mà anh tin tưởng. Hiện tại, anh Hùng cho biết sẽ tập trung vào việc cách ly điều trị để sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Khi đó, tôi sẽ nhận nuôi những chú chó mới, anh Hùng chia sẻ. Ấy, chú Hùng ơi dạ. Ai dạ, ai vậy? Dạ dạ, cái chú mà chủ nhân của 15 bé chó đó phải không ơi chú? Rồi đúng rồi chú. Dạ, hồi sáng con có gọi đó mà con nghe chú nói là mình mấy bé của mình vẫn còn hết mà sau nãy con có thấy cái chị kia chia sẻ cái... Không có, ai chiều lại còn cái kêu người nhà lại coi á, rồi cái rồi nó chết hết trơn rồi. Trời ơi, sao vậy chú? Nó thở thù quỷ hết trơn rồi. Nó nghe mà nó không báo với mình luôn hả chú? Dạ đúng rồi cha, đúng rồi em. Tại vì hồi sáng á là nó nói là nó đi cách ly thôi. Dạ. Ai ngờ đâu á là nó ra nó bỏ vô bao hết luôn. Trời ơi trời, còn sống luôn mà nó hút hết rồi chứ. Nó bắt bỏ vô bao á, nó tù á, nghe nói mấy người vòng vòng ở ngoài nói á là mấy thằng có hai thằng bắt bỏ vô bao xong rồi á, nó đem trắng nó rồi đem tiêu luôn. Trời trời. Sao mà ác trời. Nếu mà tụi chị biết trên đường mà quen biết cái cộng đồng mạng nhiều hơn chị gửi chảnh là chị đi về một mình. Dạ. Chị đi về một mình luôn, chị gửi mấy chú chó chảnh luôn với một con mèo nữa. Với một con chó kiển. Là tất cả nó giết hết của mình là bao nhiêu con vậy chị? Trong cộng là 18 con. Mà chó hết ra 2 con rồi còn 16 con. Trời trời, người ta báo không báo với mình tiếng nào hết luôn hả chị? Nó không báo, nó sợ mình buồn, nó sợ mình tiếc á. Hồng ôm á, hồng ôm nó nghe nè, hồng ôm á là nó nhớ con chó ngoài cuộc chạy ngoài nó lạnh á, mấy chó con nó lạ lè quá trời luôn. Mình muốn đem vô phòng mà nó không cho đem. Rồi nó hồng ôm á, nó lấy mà hồng ôm á, mà nó đập đầu con chó. Mà con chó nó không có chết, nó què cái chân, nó chạy vô, nó khiều cửa quá trời luôn. Trời trời. Nó con chó vô, nó khiều cửa, mà nó hình, nó hai đứa mắt, nó hàng, nó chảy hàng ngàn luôn á. Con kia nó, con chạy bỏ cửa đi con, chạy bỏ lùi đi con, chạy trốn đi. Nó không chịu chạy, chẳng ai chết, chứ chủ cho ông giờ chạy đi nữa. Trời trời, nó ngu chơi. Tụi em kêu nó chạy đi, bỏ chủ đi, không chịu. Nó không chịu đi, nó nằm mà nó rơi nước mắt á. Nó chỉ nín nè, em biết anh chị. Đất nước mất trời luôn. Em biết anh chị khổ. Giờ không biết sao, bây giờ trôn ở đâu cũng không có biết nữa. Giờ tiêu ở đâu cũng không có biết luôn nữa. Em biết anh chị khổ. Nhưng mà còn mấy cái video mấy tấm hình đó, nhớ nằm mà nhớ. Hồi sáng giờ không ăn uống luôn á. Rồi chị cũng đừng có buồn quá, em biết anh chị khổ cỡ đó mà vẫn đem 15 bé về. Chẳng là nghèo tiền vì chứ mấy chú chó không có nghèo đâu, tại vì đi bằng khổ gì á, là đi bằng khổ gì cỡ đồ cỡ mấy chiều phải đi mua thiếu đồ ăn, ít từng trả, rồi đi mua gì khô cát cho tôi ăn nè, rồi tới gặp nó ăn lạc nè, ăn chay nè, kêu nó ngồi niệm Phật, nó ngồi niệm rồi em lưu và bắt kinh cho nó nghe nữa. Dạ. Rồi đi bằng về phải đi mua một cái lưới á, mấy trăm mét như đi dân lưới, mà đồ đĩa, con đĩa bên Long An nó đem cỡ nào mà bước xuống
còn mấy 20 con. Mà đi dân lưới á, kiếm cá cho tôi nói gì ăn á, gì kho cho nó tụi ăn, quên nó ăn á. Em biết rồi, em biết, em thấy anh chị khổ cỡ đó mà vẫn đem mười mấy bé về là em biết anh chị thương cỡ nào. Dọc đường á, người ta đòi mua lại, không bán, cho nó chẳng là chết, chẳng là chết đi, không bán nữa. Mà về đây có một bà bác sĩ, có một con lớn bả thôi, mà giết mười mấy con phía. Vậy là hồi nãy em có nghe là chị nói là mấy anh công an là cho đem về, nhưng mà tại cô bác sĩ ba chi gì đó cô không có cho hả chị? Đúng rồi bác sĩ, đúng rồi, mấy anh công an là hỗ trợ đem về chăm sóc bé đàng hoàng nghe. Mấy anh công an đòi xin số điện thoại, là cộng đồng mạng đã hỗ trợ cho mấy bé. Dạ. Là công an đó chốt ở Cà Mau á. Dạ. Rồi bắt đầu á là đi về tích quê, có một cái bà bác sĩ thôi đó, bà tuyên bố mạnh một câu là mấy công an ở đây rồi bây về là công an ở đây là người ta cho bé nhận về nhà luôn, là cho mẹ nuôi. Dạ. Có gì á, khi mẹ nuôi đi ra bán có tiền nó gửi cho bà lại, là mẹ của chị nè. Dạ. Mẹ chế giống chị chiếc xe lùa với một cái xe ra là chở rước bé về như cái xe ba gác vậy đó. Dạ. Rồi bắt đầu rước bé về bắt tạo đó. Bây giờ đi về chảnh đi, không thấm tôi lãnh nữa. Bây giờ á, mà mày bị dương tính hết trơn rồi. Bây giờ là không có nhận về, nó đập đầu chết hết trơn. Rồi đổ lại đang nghỉ, nói bả không chịu. Ở đây nó về quay phim bả rồi á. Nếu mà quay bả thu điện thoại lại. Rồi á, bả rồi bắt vô tù luôn. Bả không cho nữa, bả không cho luôn. Bả không kêu tôi thử. Bả nói gì đó. Rồi em biết rồi, em cũng muốn nghe nữa. Rồi đâu có dám chống cự đâu. Rồi đâu có biết cộng đồng mạng anh sao đâu. Đâu có biết về đó giờ đâu, rồi cuối cùng chiếc sáng này khoảng 6-5 giờ sáng nè, người ta bắt chó bổ lên xe, ở đây nó la làng, nó kêu quá trời luôn. Hồi tối hôm qua mấy chị còn ở trên chốt ở Củ Long á, em có nói với lại bé Yến, Yến là cái bé mà gửi tiền cho chị đó. Em có nói, em mới nói là Yến ơi, cưng nói với cái chị đó coi chị đó có cho nhận không. Chị chấp nhận, chị nhận, chị nuôi. Rồi khi nào mà chị đó ra, chị gửi lại cho, chứ thấy trời mưa mà dạ mưa về tội. Mấy Yến nó nói em sợ không được, chứ hôm hôm mà em biết chị này là em nhận hết rồi chị ơi. Nghe đau lòng quá trời. Biết sớm đi nhận từ chị sớm như chị đỡ khổ rồi, chị đâu có buồn đâu, mất mấy bé đâu. Em nói nhưng mà bé nó nói là sợ chị chở tụi. Tiếc nhỉ, Sài Gòn nơi đất khách quê người, lòng rã mệt mỏi bao tháng ngày chống dịch, mà nhà mình lại được xung vầy bên nhau. Rồi hôm ấy quyết một phen cùng đèo nhau vượt qua giông gió, ngay cả hạt mưa cô chú cũng không muốn để 15 con chó cưng của mình bị ướt lạnh. Họ bám víu vào nhau với niềm tin khi trở về đất mẹ sẽ được vỗ về che chở. Hay vậy mà đêm nay rất nhiều người đang thao thức với đôi mắt đỏ hoe thương tiếc cho 15 con chó đáng yêu của chúng ta. Sao cuộc đời buồn đau thế nhỉ? Cô chú thì bị nhiễm bệnh, còn 15 chú chó đáng yêu của chúng ta chắc giờ này cũng không hề biết là mình đã làm gì sai nữa. 15 chú chó ấy chắc đang nghĩ là sao ba mẹ dặn ngồi ngoan để về quê tránh dịch mà. Rồi ba mẹ đâu? Sao người ta bắt con? Sao người ta giết con? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.